Thầy chào tất cả các em học sinh khối lớp 4. Hôm nay trong video này, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tiết lịch sử của tuần 28, bài 24, Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long năm 1786 ở trang 5960. Vậy chúng ta cùng vào tiết học nhé. Như các em đã biết, kết cục đau thương của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn khi đất nước bị chia cắt trải qua hơn 2 thế kỷ. Chính quyền họ Trịnh và họ Nguyễn luôn tìm cách vơ vét, bóc lột của cải của nhân dân, khiến đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, căm phẫn với ách thống trị bạo ngược của tập đoàn phong kiến. Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn Thượng Đạo, nay thuộc An Khê, Gia Lai, lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn ở đằng trong. Cuộc khởi nghĩa này đã giành được thắng lợi như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long năm 1786. Thầy mời các em quan sát vùng đất Tây Sơn trên lược đồ. Các em ạ, Tây Sơn là vùng đất thuộc huyện Phù Ly, Phủ Quy Nhơn, Dinh Quảng Nam, nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tây Sơn vốn có hai vùng, vùng rừng núi là Thượng Đạo, nay thuộc huyện Gia Lai, vùng Hạ Đạo nay thuộc huyện Bình Định. Bây giờ Tây Sơn Thượng Đạo là vùng rừng núi rậm rạp nên được chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa. Mục tiêu các em cần đạt được qua tiết học này là nắm được đôi nét về việc Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long diệt Chúa Trịnh năm 1786 với các nội dung sau. Một là sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long lật đổ chính quyền họ Trịnh năm 1786. Hai, quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thẳng đến đó. Năm 1786, Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước. Ba là nắm được công lao của Quang Trung trong việc đánh bại Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh, mở đầu cho việc thống nhất đất nước. Để thực hiện được mục tiêu bài học này, thầy cho chúng ta cùng nhau thực hiện các hoạt động sau. Hoạt động 1, sự hình thành và phát triển của Nghĩa quân Tây Sơn. Hoạt động 2, diễn biến cuộc tiến quân ra Thăng Long của Nghĩa quân Tây Sơn. Hoạt động 3, kết quả và ý nghĩa của việc Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long. Bây giờ, thầy mời các em cùng bước vào hoạt động 1, tìm hiểu sự hình thành và phát triển của Nghĩa quân Tây Sơn. Thầy mời các em cùng lật sách lịch sử địa lý lớp 4 trang 59. Các em hãy đọc thông tin sách giáo khoa từ mùa xuân năm 1771 đến đó là năm 1786 và trình bày sự phát triển của Nghĩa quân Tây Sơn. Các em ạ, sự phát triển của Nghĩa quân Tây Sơn vào mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã xây dựng căn cứ khởi nghĩa tại Tây Sơn, nay thuộc An Khê, Gia Lai. Đã đánh đổ được chế độ thống trị của họ Nguyễn ở đằng trong năm 1777. Đã đánh đuổi được quân xâm lược Xiêm năm 1785. Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được đằng trong và quyết định tiến ra Thăng Long tiêu diệt chính quyền họ Trịnh. Để biết được cuộc tiến quân ra Bắc diễn ra như thế nào, thì mời chúng ta cùng bước sang hoạt động 2. Hoạt động 2, diễn biến cuộc tiến quân ra Thăng Long của Nghĩa quân Tây Sơn. Để tìm hiểu hoạt động này, thì mời các em đọc thông tin trong sách giáo khoa từ chỗ nghe tin đó cho tới nộp cho quân Tây Sơn. Các em có thể bấm dừng video lại để chúng ta đọc thông tin. Kết hợp quan sát lược đồ để các em có thể trả lời được các câu hỏi sau. Một, Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào thời gian nào? Ai là người chỉ huy? 2. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc để làm gì? 3. Chúa Trịnh và bề tôi khi được tin Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc có thái độ như thế nào? 4. Những việc nào cho thấy Chúa Trịnh và bề tôi rất chủ quan, coi thường lực lượng Nghĩa quân? 5. Khi Nghĩa quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long, quân Trịnh chống đỡ thế nào? Nào, sau khi đọc thông tin và quan sát lược đồ, thầy trò chúng ta cùng nhau trả lời các câu hỏi nhé. Các em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. Câu 1. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào thời gian nào? Ai là người chỉ huy? A. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1771 do Nguyễn Huệ tổng chỉ huy. B.
Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786 do Nguyễn Nhạc tổng chỉ huy. C. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786 do Nguyễn Huệ tổng chỉ huy. D. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786 do Nguyễn Lữ tổng chỉ huy. Nào, câu trả lời của các em là gì? Câu trả lời của thầy là C. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786 do Nguyễn Huệ tổng chỉ huy. Chắc các em cũng chọn câu trả lời này đúng không nào? Chúng ta bước sang 2. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc để làm gì? A. Để lật đổ chính quyền họ Trịnh. B. Để thống nhất Giang Sơn. C. Để lật đổ chính quyền họ Nguyễn thống nhất Giang Sơn. D. Để lật đổ chính quyền họ Trịnh thống nhất Giang Sơn. Nào, câu trả lời của các em là gì? Các em cùng dò kết quả với thầy. Câu trả lời của thầy là câu D. Để lật đổ chính quyền họ Trịnh thống nhất Giang Sơn. Các em cũng có câu trả lời giống như vậy hay không nào? Thầy chúc mừng các em. Chúng ta sang câu số 3. Chúa Trịnh và bầy tôi khi được tin nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc có thái độ như thế nào? A. Kinh thành Thăng Long náo loạn, Chúa Trịnh Khải đứng ngồi không yên. B. Trịnh Khải gấp rút chuẩn bị quân và mưu kế giữ kinh thành. C. Trịnh Khải ngồi yên đợi giặc đến. D. Cả ý A và ý B đều đúng. Nào, câu trả lời của các em là gì? Câu trả lời của thầy là D. Cả ý A và ý B đều đúng. Chúng ta bước sang câu hỏi số 4. Những việc nào cho thấy Chúa Trịnh và bầy tôi rất chủ quan, coi thường lực lượng nghĩa quân? A. Một viên tướng quả quyết rằng nghĩa quân đi đường xa, lại tiến vào xứ lạ, không quen khí hậu, địa hình, nên chỉ cần một trận là Chúa sẽ thắng. B. Một viên tướng khác thề đem cái chết để trả ơn Chúa. C. Trịnh Khải ra lệnh dàn quân đợi nghĩa quân đến. D. Cả ba ý A, B, C đều đúng. Câu trả lời của các em là gì? Câu trả lời của thầy là D. Cả ba ý A, B, C đều đúng. Chúng ta bước sang câu số 5. Khi nghĩa quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long, quân Trịnh chống đỡ thế nào? A. Quân Trịnh chiến đấu anh dũng nhưng không giành được thắng lợi. B. Quân Trịnh sợ hãi, không dám tiến mà quay đầu bỏ chạy. C. Quân Trịnh và quân Tây Sơn đánh nhau không phân thắng bại. D. Quân Trịnh thừa thắng xông lên. Đáp án của các em là gì? Đáp án của thầy là D. Quân Trịnh sợ hãi, không dám tiến mà quay đầu bỏ chạy. Như vậy, qua 5 câu, các em đã làm đúng hết phải không nào? Thầy chúc mừng các em. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về diễn biến cuộc tiến quân ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại một số ý chính cho các em nắm nhé. Năm 1786, đội quân thủy và quân bộ của Nguyễn Huệ băng băng tiến vào kinh thành Thăng Long, đánh mạnh vào trận địa của quân Trịnh. Trong lúc quân thủy và quân bộ của Nguyễn Huệ đang tiến như vũ bão, thì quân Trịnh bỏ thuyền lên bờ chơi tản mát. Chẳng mấy chốc, đã đến Nam Dư. Khi quân Tây Sơn ập đến, quân Trịnh không kịp xuống thuyền, phần bị giết, phần bỏ chạy. Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả, nhưng tướng sĩ nhìn nhau không dám tiến. Nhân cơ hội đó, quân Tây Sơn tiến về Thăng Long, bắn đạn lửa vào quân Trịnh. Phút chốc, quân Trịnh đại bại. Trịnh Khải cởi áo chúa bỏ chạy. Các em thân mến, một số ý chính của cuộc tiến quân ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn là Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất Giang Sơn. Nghe tin đó, Trịnh Khải tức tốc triệu tập quân thần bàn kế giữ kinh thành. Quân thủy và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về Thăng Long. Quân Tây Sơn ập đến, quân Trịnh trở tay không kịp,
phần bị giết, phần bỏ chạy. Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả, quân sĩ nhìn nhau không dám tiến. Quân Trịnh đại bại, Trịnh Khải cởi áo chúa bỏ chạy. Kết quả của cuộc tiến quân ra Thăng Long của người quân Tây Sơn như thế nào? Thầy mời chúng ta cùng bước sang hoạt động 3. Hoạt động 3, kết quả, ý nghĩa của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long. Việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long có kết quả như thế nào? Ý nghĩa ra sao? Để trả lời câu hỏi này, thầy mời các em đọc đoạn còn lại. Kết quả của cuộc khởi nghĩa là gì? Kết quả cuộc khởi nghĩa là Nguyễn Huệ làm chủ Thăng Long, lật đổ họ Trịnh. Còn ý nghĩa? Ý nghĩa là mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm đất nước ta bị chia cắt. Như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long? Nguyên nhân thắng lợi của nghĩa quân Tây Sơn khi tiến ra Thăng Long là quân Trịnh bạc nhược, chủ quan. Quân Tây Sơn tiến như vũ bão. Quân Trịnh không kịp trở tay. Đó là nội dung của bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thầy mời các em nhắc lại nội dung bài học. Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, tiến vào Thăng Long, tiêu diệt chính quyền họ Trịnh. Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu, đánh thẳng đến đó. Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước. Nguyễn Huệ, niên hiệu là Quang Trung. Ông sinh năm 1752 và mất năm 1792. Nguyễn Huệ sinh tại vùng Tây Sơn, phủ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày nay. Nguyễn Huệ là người thông minh, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, có tài về quân sự. Tính từ năm 1771, khi lực lượng Tây Sơn bắt đầu hoạt động, ông là người lập công xuất sắc nhất. Tất cả những chiến thắng vang dội của quân Tây Sơn đều gắn liền với vị tướng tài ba này. Các em thân mến, Quang Trung là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì tổ quốc để chúng ta luôn tự hào về lịch sử của nước nhà. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha anh đã hy sinh vì tổ quốc, các em hãy cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Các em có biết không, trên địa bàn quận Gò Vấp của chúng ta hiện có một trường mang tên vị anh hùng áo vải Quang Trung. Đó là trường Trung học cơ sở Quang Trung. Trường Trung học cơ sở Quang Trung tọa lạc trên đường Quang Trung, thuộc phường 10, quận Gò Vấp đấy các em ạ. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Ở nhà các em học bài, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm sau tốt hơn, các em xem trước cho thầy bài Quang Trung đại phá quân Thanh nhé. Thân ái chào tạm biệt các em. Thầy chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em ở video khác.